Phía bên này là ruộng bậc thang. Ngày cuối cùng mà em gói ở Việt Nam. Trên tay em gói đang cầm đây là hộ chiếu của em gói và chị gái em gói. Bây giờ thì hai chị em sẽ bắt đầu là đi Trung Quốc. Và lần này chuyến đi rất là đặc biệt mọi người ạ. Chúng em là sẽ không chỉ dừng ở Hà Khẩu nữa mà sẽ đi được rất là xa. Đấy. Còn đi đến đi đâu và nhưng đến cuối cùng thì tí sang bên kia mới bật mí cho mọi người nha. Bây giờ là kéo hành lý và đi sang đã. Đấy, chị đi đâu? Tôi chưa có số đâu ạ. Giờ là chuẩn bị sang Trung Quốc. Nóng lắm à? Nóng. Ngày hôm qua thì thời tiết kiểu con xe lạnh lạnh một chút. Đây còn nóng. Anh có cần phải đi lấy kia không? Có. Bà đi học vứt cặp sách. Ân đi khai trương mà. Gọi với lại chị gái là đã có mặt tại bên Trung Quốc rồi và đây sẽ là địa điểm xuất phát đầu tiên là địa điểm xuất phát là sẽ là ở bên Hà Khẩu Vân Nam Trung Quốc. Như thế này nè, xuất phát rồi. Đi là khá là nhiều. Có mang cả flycam này, đồ nghề các thứ. Và hy vọng lần này thì mình đi thì sẽ chia sẻ được nhiều cảnh đẹp ở bên Trung Quốc cho toàn thể quý khán giả xung quanh mình cùng xem. Cháu xin chào các cô các bác, anh chị nhá. Lần này chúng em đi ạ thì sẽ có thêm bạn đồng hành mới, đó chính là anh A Trăng cơ này. Này A Trăng thì anh ấy cũng làm video nhưng mà làm sáng tạo nội dung về bên Trung Quốc ạ. Đó. Bây giờ phần còn lại là phiên dịch thì sẽ chia sẻ phiên dịch ha. Ok, mình có gì muốn nói không? 我就是想说我们中国非常好，希望你们到我们中国来玩，然后以前的话去过你们家里嘛，去过越南那边，我感觉你们那边也非常好，然后人民非常的热情淳朴，女孩子非常漂亮，欢迎你们来中国玩耍，这一次我就带着你们两姐妹先去一趟我们云南四川部分地区去转一转，然后新早维兰姆。 ở Trung Quốc thì cũng rất là tốt và an toàn nên là không cần phải lo. Trước thì anh cũng có thời gian đến với bên Việt Nam mình chơi này. Anh cảm thấy Việt Nam mình là con người Việt Nam cũng rất là nhiệt tình và phong cảnh Việt Nam cũng rất là đẹp. Thì bây giờ có cơ hội thì anh Trang Cơ này dẫn chúng ta đi Trung Quốc chơi thì sẽ đi một số nơi như Vân Nam này, Quý Châu này, với cả Tứ Xuyên này, với cả mấy cái chỗ giáp danh gần Tây Tạng nữa. Thì là rất hy vọng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ. Trước đây, chúng ta đã cùng các bạn đi Việt Nam một chuyến mà. Rồi các bạn chào đón chúng ta, sự nhiệt tình đã làm tôi sâu sắc cảm nhận. Hy vọng lần này các bạn cùng tôi 去我们大中国玩一趟，玩得开心，玩得快乐，让你们见识一下我们中国的美景，然后看没有看过的风景，听没有听过的故事。这一趟希望我们玩得开心，然后也希望屏幕前的所有朋友们都来中国玩耍，我们中国欢迎大家。哎，马拉德，这里。
được mình dẫn anh đi chơi ở bên Việt Nam mình thì anh cũng cảm nhận được cái sự nhiệt tình của đồng bào người Việt Nam, là đồng bào dân tộc Việt Nam mình. Đấy, còn đợt này thì là đến lượt anh là dẫn chị em mình đi Trung Quốc chơi này, để cho chúng ta cảm nhận được cái vẻ đẹp của Trung Quốc. Hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến đi thật là vui vẻ này, thật là nhiều thu hoạch cả hay cái gì ta, gọi là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trung Quốc này. Hoan nghênh mọi người đến với Trung Quốc này. Vâng, đấy. Dạ thì trước đó thì cũng có một số anh chị là mọi người cũng sang đây để mà làm việc, gọi là ở bên Trung Quốc thì cái công việc mà mọi người phát trực tiếp và làm video cũng đều rất là phổ biến và cũng có rất là nhiều anh chị làm. Và trong cái chuyến đi này này thì anh này sẽ dẫn chúng em đi. Trước đó thì anh này sang thì chúng em là cũng có làm hướng dẫn viên du lịch cho anh về một vài nơi ở phía bên Lào Cai của chúng em. Đấy, nên bây giờ chúng ta sẽ xuất phát thôi. Ở đây thì trong chuyến đi này là có mỗi anh này với lại em cói và chị gái em cói đi thôi. Bởi vì là trước đó ở khu vực này này, quanh đây này mọi người cũng đỗ xe và ở đây khá là nhiều, nhưng mà bây giờ là mọi người đã di chuyển đi trước rồi, các anh chị này, mấy chị nữa cơ, nhưng mọi người đều đi trước hết rồi. Bởi vì chúng em là còn phải chờ visa nữa, nên ngày hôm nay mới có visa và ngày nay mới bắt đầu đi, nên mọi người đi trước rồi. Và cái định đến cuối cùng của chúng em đó chính là Tứ Xuyên các bác ạ. Em xin mời các bác là hãy cùng đồng hành cùng với lại chúng em theo dõi hành trình chúng em đi Tứ Xuyên nha. Lần này sẽ là đi du lịch theo kiểu đi bụi và trải nghiệm. Đấy. Trăng Cưa là chủ nhân của chiếc xe này. Chiếc xe này gọi là mobile home, căn nhà di động. Đó. Rồi. Hành lý là vừa mới cho lên xe rồi. Đấy, chiếc xe thì đây, vali này, đồ đạc này. Đấy, tất cả mọi thứ ở trong này đều đầy đủ tiện nghi. Và đây là phần buồng lái, ghế lái. Rồi bây giờ thì uống ăn chút phát la. Chút phát. Ok. Rồi, lên xe. Những chiếc xe di động như này thì bên Trung Quốc ý, thì em có cũng xem được nhiều video ở bên đấy thì mọi người đi khá là nhiều, kiểu xe này thì rất là phổ biến nhé. Bây giờ thì chúng em sẽ đi qua khu vực kiểm tra biên giới, đưa hộ chiếu ra xong rồi tí sẽ kiểm tra, họ sẽ kiểm tra. Vâng. Kiểm tra xong rồi thì vào trong này người ta sẽ hỏi là chúng em đi Trung Quốc thì đi những đâu, thì mình phải nói với họ là mình đi những điểm này, những điểm này. Cái trạm kiểm tra của họ này, trạm thu phí nữa, cũng giống như bên Việt Nam mình thôi. Đây là biển số xe mà chúng em di chuyển đây ạ. Bên kia là mỏ đồng sinh thuyền. Đây, nhà bố mẹ em có gì ở ngay trên kia kìa, cái khu vực bên kia đấy ạ. Đấy. Wow. Hiện tại thì chúng em đang đi trên cao tốc kiểu dạng như là cao tốc cạn ý, kiểu cầu cạn ý, bởi vì bên nhà chúng em có nhìn thấy được cái con đường này này. Bên ngoài có khá là to. Đây, sẽ kéo cái cửa này vào như này. Hai bên này là có cỏ lau, nói chung cũng khá là giống bên Việt Nam mình. Bên kia thì cũng là đồi núi. Lại đi vào hầm tiếp. Hai cái hầm này gần nhau nhỉ? Vâng. Còn mấy cái hầm là cách một đoạn. Rất nhiều hầm lại tiếp tục nữa này. Xanh xanh xong lại mấy cái cỏ thì nó chết khô nhỉ. Kia là
những tuyến đường mà kiểu nó giao nhau ấy. Đấy, rất là nhiều cung đường khác nhau. Đấy. Ồ, đây là trạm dừng nghỉ này. Đấy, tiếp tục là qua một trạm này là trạm thu phí. Đấy, kia họ làm cái trạm dừng nghỉ. Bây giờ giờ Trung Quốc là gần 6 giờ rồi. Đây, phía trước đây thì có người dân ở này, đây, cửa hàng tạp hóa các thứ. Giờ là tranh thủ xuống xe và quay cảnh xung quanh ở đây cho mọi người xem một chút ạ. Đây, đây là đường xá ở khu vực này. Dưới này có con sông này. Ui, đẹp quá. Hiện tại thì bây giờ đang là chiều tối, hoàng hôn. Đằng sau cũng đều là kiểu núi non chập trùng cũng rất là hùng vĩ. Hiện tại thì chúng em đang trên đường đến khu vực ruộng bậc thang ở thôn Kim Khê, Nguyên Dương. Đấy. Và ở dưới này thì đã có những thửa ruộng bậc thang là cũng rất là đẹp rồi. Ở dưới này thì mọi người cũng cấy rồi. Đang đi trên những con đường này chắc băng rừng à. Không biết có phải rừng không nữa. Thời gian là một quãng đường cũng khá là dài thì mới có thể đến khu vực này. Nên là chị ngủ rồi. Và lần này em coi đi là trong video này là quay bằng điện thoại ấy thì nó hơi bị ồn tiếng thì mong cô bác thông cảm ạ. Rất là hy vọng là thông qua cái màn ảnh này của em có ấy, toàn thể quý khán giả trên kênh Cói La Lin mọi người có thể cùng du lịch online cùng với lại em có trong chuyến đi này. Đây là những căn nhà của người Hà Nhì. Và phía trước là người ta cũng có làm mái hiên, nhưng mà cái mái hiên của người ta cũng kiểu từ cây cỏ ấy. Càng đi mới càng cảm thấy là mình thật là nhỏ bé. Đây là cái này có lẽ là ban ngày người ta sẽ bán đồ. 对对, ăn cơm, ăn trưa, ăn trưa. Đây là người ta bán cơm sáng. Ồ. Bên này còn có cả camera. Qua những cái hình ảnh mà em có ghi hình ý thì mình sẽ cố gắng là quay được những góc mà gọi là đẹp nhất. Để cho mọi người xem. Chắc cậu có thể chứ cơ. Có thể. Em có bảo là em có thể làm mở ra. Biết thấy là nó ở đây một chút. Có lẽ là của người dân ở đây rồi. Đây có một con trâu này, con trâu đang ăn chuối này. Đây là một chiếc gùi bằng nhựa. Hey, hello. Không hiểu. Hả? Hắn nói dân tộc thiểu số, hắn nói dân tộc Hán dân tộc. 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 Đây là
anh chị nào mà là người Hà Nhì thì mọi người vào đây xem là tiếng là có giống nhau không. Mì chai cơ mà. Hả? Chị chai cơ mà. Dĩ nhiên là... Chị chai. Chị chai. Mẹ khó. Mẹ khó. Mẹ khó. Ừ. À, nì bạn chứ cứ tâu sư Hà Nhì chú mà. Hà Nhì chú là. Wow. Chứ nì cổ cơ chế thì tôi nghĩ tôi là Hà Nhì chú. Wow. Bác bảo là ở khu vực này này, tất cả đều là đồng bào người Hà Nhì bên Trung Quốc hết. Đấy. Bác đang bó những bó củi này. À, mì chào chú bác mình chứ? Ủa? À. Sao, à, sao là to? À, to mà. Chính tiên mì tu ta à? Ủa? Ê. Lu sư bào xế. Lu. Lu. Sư bào. Chí sư bào đã chạy lẹ nhé. 68 68 1,2,3,4,5,6 7 1,2,3,4,5,6,7 对 58 tuổi 68 68 对 让你干活 去Hình như là những ngôi nhà như này đều làm bằng tường đất hết. Nên kiểu là cái này là gạch nhưng mà nó là làm bằng đất ý. Và mọi người hình như không có nung qua hay sao các bác ạ. Trông thiết kế là rất là đẹp, rất độc đáo. Đây là nhà trình tường nhưng mà là 3 tầng luôn. Đây cũng có thiết kế là mái hình nấm. Cũng giống như là ở bên Việt Nam, người Hà Nhì bên Việt Nam đấy. Đây là ruộng đấy. Ở đây thì họ trồng những cây hoa này đấy. Vào đây là lót sàn gỗ. Có lẽ là cái khu vực này sẽ là cái nơi mà mọi người tham quan ý. Hơi rét. Đây dưới này thì là ruộng. Theo như em có tìm hiểu ý thì vào cái mùa này này thì bà con bắt đầu là trồng cấy, kiểu cấy ruộng gọi là mùa nước đổ. Thời gian là đẹp nhất từ tháng 4 trở đi. Rất là đẹp. Trung Quốc thì tỉnh Vân Nam thì có rất là nhiều nơi đẹp ý. Nên chúng ta sẽ gọi là mình đi dần dần ra. Đây thì có trồng ngô. Và đây thì theo như em có được biết là mọi người chỉ có thể là trồng một vụ thôi. Giống như là bên Y Tý vậy. Và cũng tháng 4 này thì mọi người cũng bắt đầu là làm thì bên kia cũng như vậy. Dưới này là mọi người theo mạng này. Ui, có cả con vịt. Trung Quốc sao mà xua? Gia chữ. Gia chữ. Ờ. Tuyệt vời quá đi. Ok, ok là phía bên này là ruộng bậc thang. Và bên này là nhà ở của người ta. Ui, trên này là còn có cả cái lan can nữa này. Nhà trông rất là lớn, rất là to và cao. Ở đây thì mọi người cũng lái xe máy, đi xe máy như bên Việt Nam mình. Đấy. Và đây là cái cầu thang để mà đi xuống. Nhưng mà bây giờ là mọi người làm như này là không thể đi xuống bằng đường này rồi. Thì cô kia là cô có cái khăn đội đầu ấy. Cũng giống như bên Hà Nhì Việt Nam vậy các bác. Đây là còn có cả tiếng chim hót. Hiện tại bây giờ là 6 giờ bên Việt Nam thì bây giờ đã là 7 giờ rồi. 7 giờ tối bên Trung Quốc rồi nhưng mà bây giờ trời vẫn đang rất là sáng. Đây có một căn nhà cũng rất đẹp. Nói chung là em có cũng không biết dùng từ gì nữa, em chỉ thấy là cực kỳ đẹp thôi. Và trên kia là mái nhà cũng mọc rêu kìa. Ở đây thì mọi người cũng lợp bằng ranh.
nhà của người ta nhưng mà khóa cửa rồi. Ở đây thì có nhà là có chữ Trung Quốc này, có lẽ là những cái nhà này là người ta làm dịch vụ. Đây là em có đoán là như vậy. Đúng rồi. Ôi. À, đây là nhà nghỉ. Ở đây thì là một nơi cũng rất là thu hút khách du lịch. Đấy. Có ngô này. Đây là nhà hàng. Đấy. Đây. Cái gì nhỉ? Yunsu à? Local Restaurant. Đấy, có cả điện thoại, số điện thoại ở đây. Chị kia là có lẽ chị mặc trên mình bộ trang phục của người Hà Nhì. Những cô Hà Nhì mọi người là đi làm về này. Nguyên dọc đường này là đều có những căn nhà như này. Nên có lẽ là chúng em là tạm dừng chân ở đây thôi, bây giờ là sẽ tiếp tục là di chuyển. Bây giờ là sẽ tiếp tục lên đường. An ninh là sẽ chụp ảnh mình, sau đó mình ra thì người ta sẽ lại chụp thêm một lần nữa. Em có để ý là tất cả các tuyến đường đều như vậy. Và cô bác ơi, có lẽ là video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi, nên là em có xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Rất là hy vọng trong chuyến đi này thì em có sẽ có được sự đồng hành của toàn thể quý khán giả trên kênh. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau là đi du lịch qua màn ảnh nhỏ trên kênh YouTube của Aralin. Đấy, bây giờ thì kiểu video dài rồi, em có sợ là nếu mà làm dài quá sẽ không có đăng được lên trên YouTube. Khi mà sang đây thì em có cũng đã cài cái VNPay rồi. Đấy, hy vọng là có thể đăng được video này lên trên kênh. Đấy, tại vì mọi người nói là có thể đăng được nhưng mà em có chưa có thử. Còn vào Facebook hay là truy cập Google tất cả mọi thứ là đều ok. Đấy, nên là nói chung là em có rất là hào hứng và rất là vui. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin.